Thưa quý vị, phiên bản Photoshop nào cũng có một tính năng đó là Vanishing Point. Thì cái ứng dụng của nó không phải ai cũng biết được cái ứng dụng này. Thì đây là một cái ứng dụng khá độc đáo trong việc là dựng nên các cái phối cảnh 3D cho hợp lý. Chẳng hạn trong trường hợp này, tôi có một cái bìa báo thế này. Tôi muốn dựng lên trên cái nhà trên đây, hàng chỗ này. Tôi thay thế cái poster này để tôi đưa cái đó vô, thằng tôi làm giống như demo để coi thử trước khi mà tiến hành thực tế thật. Thì tôi muốn dựng đúng như chiều thế này. Thì chúng ta có thể ứng dụng cái kỹ thuật là Vanishing Point. Thì bạn hãy chọn vào mục này, bạn sẽ new một cái lớp trên đây. Sau đó bạn qua bên đây, bạn cần trên A, bạn sẽ copy cái hình ảnh này. Chúng ta qua bên đây, chúng ta không dán vào mà chúng ta sẽ vào trong đang lớp rỗng này, chúng ta sẽ vào trong filter, chọn là Vanishing Point. Trong đây trước tiên là các bạn sẽ dựng một phối cảnh 3D trước bằng cách là chúng ta sẽ chọn đây, ta chấm một điểm, ví dụ chỗ này tôi chấm điểm chỗ này đi, một điểm tôi kéo đây, điểm thứ hai tôi vẽ theo cái cạnh của phối cảnh ta, điểm thứ ba rồi tôi kéo về phía này. Chúng ta thấy nó màu đỏ là nó sai, nó chưa đúng phối cảnh. Ta có thể kéo lên đây một tí đó, bạn thấy như thế này màu xanh vậy thì nó mới đúng được phối cảnh được. Rồi bây giờ từ đây bạn có thể giữ Ctrl, bạn kéo nó ra nè, giữ Ctrl bạn kéo phía này ra thì nó tự động nó dựng ta phối cảnh ngang như thế này. Rồi bạn có thể giữ đây, bạn click đây bạn kéo xuống dựng đúng phối cảnh, kéo xuống. Rồi bây giờ ta hãy kéo đây xuống này nè, nó sẽ kéo dài tới đây. Tương tự như vậy bạn có thể giữ Ctrl chỗ này, ở đây bạn giữ Ctrl bạn kéo đây ra, phối cảnh ra chỗ này. Rồi bạn có thể dựng tiếp một phối cảnh mới là bạn chọn qua chỗ mới chỗ này, bạn sẽ chấm vào đây một điểm, ví dụ đây một điểm, ta kéo về phía này, ta kéo lên đây, ta kéo xuống đây các bạn. Đó, ta thấy là nó ra những phối cảnh như vậy. Bây giờ chúng ta không đưa cái hình ta vào để đặt vào những cái mặt này, mặt này, mặt này. Thì bạn như việc bấm cần trên V, click ngoài bỏ bấm cần trên V. Thì bạn thấy cái hình của tờ báo chúng ta được đưa vào đây. Thì bạn cần kéo đây bạn đưa vô đây nè. Bạn thấy là nó kéo thành phối cảnh như thế này. Qua đây hoặc lên trên đây. Tùy chúng ta. Thì muốn cho nó nhỏ lại thì chúng ta chỉ việc bấm cần trên T. Cần trên T ở đây. Hoặc nhấn chỗ này nè. Chúng ta sẽ tiếp đây nó sẽ nhỏ lại chúng ta. Ta sẽ kéo đây, ta giữ shift, ta kéo nhỏ lại. Ta đưa lên đây. Mình coi nó nhỏ xíu thế này đây. Hoặc mình đưa phía này. Đúng như này hoặc chỗ này. Chúng ta cho nhỏ lại chỗ này chẳng hạn. Mình thấy như vậy nó sẽ hai cái phía luôn nè. Nó kéo từ đây qua đây thành một phối cảnh dày, hoặc là như này nó sẽ qua ba phía. Vậy là chỉ một phía, hai phía, đây ba phía. Rồi ví dụ ta kéo ra to lên tí, ta đặt ở phía này chẳng hạn. Enter. Đó là một mặt. Bạn coi, ta đã vừa dựng xong cái poster ta đúng như chiều phối cảnh y hệt như là chúng ta cần đưa vào. Trong trường hợp khác, ví dụ chỗ này, bạn có thể vô đây bạn chỉnh tiếp. Thì đã có Vanishing Point rồi. Bây giờ ví dụ chỗ này chúng ta muốn là copy cửa sổ này, ta dán vào đây cho đúng phối cảnh, thì bạn sẽ chọn cụ lăn tem chỗ này. Chúng ta cho phần hue đây là on. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy phần lăn tem bằng những sự bánh internet, bằng click vào chỗ này, lấy từ đây đi, chúng ta đưa vào đây, chúng ta vẽ ở đây chẳng hạn, ta vẽ cửa sổ như này, muôn ra bạn coi nó ra cửa sổ giống đây nhưng mà nó bẻ phối cảnh này rất là đẹp. Thôi tiếp tục, ta vẽ ở đây tiếp, khá là hay nhưng mà gần tâm, gần cái chỗ cái cạnh thì nó bị lem. Tấm Ctrl Z lại. Rồi giờ bạn thử chọn qua phía này giữ internet đây. Nào qua ta sẽ vẽ chỗ này chẳng hạn. Cửa sổ này buông ra thì nó như thế này. Thì rõ ràng đó là cách mà chúng ta làm việc với những phối cảnh 3D khá là hiệu quả với Vanishing Point. Và ta nhấn OK để kết thúc công việc. Và nếu cần thiết thì chúng ta sẽ nhấn nút vào đây, chúng ta vô lại, chúng ta sửa cái phần hình ở đây theo ý chúng ta, chỗ này đây. Và chúng ta gộp lớp lại là xong. Thì sau này nếu mà có nhu cầu dựng những phối cảnh 3D đúng như thực tế thì bạn nên dùng
Vanishing Point của C4 để làm thì nó hiệu quả cực kỳ.